Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 5, đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, hãng hàng không Bamboo Airways, gọi tắt là BAV, dự kiến sẽ khai thác chuyến bay đến cảng hàng không Cà Mau bằng tàu bay Embraer 175 kể từ ngày 15 tháng 6 tới đây. Nhằm để đáp ứng kế hoạch khai thác các chuyến bay nêu trên, đại diện của Bamboo Airways, ông Trần Phương Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt, đề nghị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không Cà Mau xem xét triển khai phương án vận hành khai thác tàu bay với phương thức bay CETC, đồng thời sớm hoàn thiện và trình Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn ban hành. Bamboo Airways cũng đề nghị Cảng Hàng không Cà Mau hỗ trợ phối hợp triển khai đào tạo nhân viên phục vụ hành khách, cân bằng trọng tải và hướng dẫn chất xếp, chuẩn bị hệ thống làm thủ tục và nơi làm việc của đại diện của Bamboo Airways tại sân bay Cà Mau.